Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì ngày hôm nay em có làm một cái video về cách mà anh em lựa chọn cái súp hơi, súp điện anh em nhé. Nhiều anh em hỏi là súp hơi là như thế nào và là súp điện là như thế nào và sử dụng như nào cho phù hợp anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cái súp hơi và súp điện. Thì như anh em có thể thấy đây, ở đây em đang có 3 chiếc súp. Đó là một chiếc súp hơi bát 50, đó là con KT18. Một con súp điện bát 30, đó là con S12P. Và con súp kép TVK218. Cái này thì những cái sản phẩm này thì bên em cũng đã giới thiệu rất nhiều với anh em rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì em sẽ phân tích cho anh em. Nhiều anh em biết rồi thì có thể bỏ qua. Còn nhiều anh em nếu mà chưa biết thì anh em có thể là tham khảo cái video này anh em nhé. Với những chiếc súp anh em có thể nhìn thấy những chiếc súp to đấy, đó là những chiếc súp hơi bát 50, đây là 50 đơn và đây là 50 kép, và đây là chiếc súp điện bát 30 thôi. Và súp điện thì nó khác súp hơi ở điểm nào? Thì như anh em có thể thấy, nếu mà là những chiếc súp điện ấy thì nó thường có tích hợp vì công suất anh em nhé, tích hợp vì công suất ở đằng sau. Còn những súp hơi thì không tích hợp cái gì anh em nhé, nó chỉ có củ bát và thùng thôi. Đấy, thì đây là cái cách đơn giản để anh em nhận biết anh em nhé. Súp hơi thì sẽ không có cái phần công suất này, và súp điện thì sẽ có phần công suất anh em nhé. Đấy, sẽ có phần công suất đó, sẽ phần công suất đằng sau, và nó có cả cái phần ở đây anh em có thể nhìn thấy là nó có phần volume, phần crossover đây đúng không ạ? Đấy, thì khác với súp điện, khác với những chiếc súp điện này thì chiếc súp hơi thì bắt buộc anh em phải có một thiết bị xử lý. Ở đây em có con EX3000 Flux xử lý anh em nhé. Con này thì có thể cắt súp được luôn. Nó cũng có cách chức năng là cho to nhỏ. Đấy, nhỏ đây, to đây. Và một cái chức năng là cắt cốt. Đấy, thì những chiếc súp hơi bắt buộc là phải có bắt buộc là phải có một cục công suất anh em nhé. Bắt buộc phải có một cục công suất. Đó. Bắt buộc phải có một cục công suất này. Đó. Và một chiếc crossover để anh em có thể cắt tần số anh em nhé. Còn với chiếc súp điện thì nó tích hợp sẵn vào bên trong này rồi anh em nhé. Tích hợp chẵn sẵn. Anh em chỉ cần cấp tín hiệu vào đây thôi. Cấp tín hiệu vào đây là anh em có thể là chỉnh crossover được và anh em chỉnh volume được. Đấy, thì với cái chi phí thì súp điện sẽ rẻ hơn súp hơi anh em nhé. Thì tại sao? Súp điện thì nó tích hợp sẵn công suất rồi và sẵn cốt server, anh em không cần phải mua thêm cục đẩy, không cần phải mua thêm thiết bị xử lý nữa. Nhưng mà với chiếc súp hơi, ví dụ như chiếc súp 50 kép và đơn kia, thì bắt buộc anh em phải có một chiếc xử lý tín hiệu và một cục đẩy công suất đủ lớn để đánh nó anh em nhé. Đây nó đánh bắt buộc là phải cục đẩy công suất rất là lớn thì mới có thể đánh được. Như là với con cục đẩy như con súp kép này thì bắt buộc công suất thấp nhất phải là 1600W anh em nhé. 1600W thì mới có thể là đánh được anh em nhé. Không thì anh em phải sử dụng như chiếc súp đơn kia thì bắt buộc phải sử dụng những cục đẩy tầm khoảng độ 800W trở lên anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên là chơi súp điện thì sẽ tiết kiệm được cái chi phí anh em nhé. Tiết kiệm được chi phí. Và tiếp theo nữa là súp điện thì nó phù hợp với không gian nhỏ, ví dụ phòng của mình tầm 20-25m2 và cùng lắm là 30m2 thì anh em xử lý sử dụng cái súp điện này đều ok anh em nhé. Còn những cái phòng to hơn, súp điện không thể thỏa mãn được, hoặc là chơi ngoài trời thì bắt buộc anh em phải sử dụng những chiếc súp hơi bát 50 anh em nhé. Và nếu về độ hay thì nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là củ loa hoặc là mạch công suất hoặc là xử lý tín hiệu hoặc cục đẩy anh em nhé, cái phần công suất ấy. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Nếu mà trong gia đình nhỏ tầm khoảng độ dưới 30m anh em nên sử dụng một chiếc súp điện, còn nếu mà phòng từ 30m 25-30m trở lên thì anh em có thể sử dụng những chiếc súp hơi đơn bát 40-50, hoặc là anh em nếu mà chơi ngoài trời hoặc là những phòng rất là lớn muốn tiếng bát rất là trầm sâu thì anh em có thể sử dụng một chiếc súp kép anh em nhé, để thỏa mãn cái tiếng bát của mình khi xuống sâu, giải sâu anh em nhé. Và súp càng to thì tiếng bát của nó nghe càng sướng anh em nhé.
Đấy, công suất càng lớn thì nghe nó càng sướng. Đấy thì anh em có thể là tham tiếp khảo. Theo về cái phần củ loa đấy thì nhiều anh em bảo là không biết là chọn cái củ loa như thế nào để hợp lý em nhé, và chất âm của nó như thế nào. Thì ngày hôm nay thì em giới thiệu luôn. Thường những chiếc xúc điện bắt 30 ấy thì nó củ loa của nó là hay là màng của nó bằng cao su anh em nhé. Màng của nó bằng cao su. Nên cái màng cao su này nó sẽ tạo cái âm trầm rất là tốt, nhưng mà nó bị cái nhược điểm là nó hay bị om tiếng anh em nhé. Nó bị hay bị ù, nếu mà anh em chỉnh không tốt nó sẽ bị ù. Đó, thì anh em nên để xem cái cách chỉnh cái con súp này cho hợp lý nhất anh em nhé. Đó, nó để những giải nó xuống sâu thì nó xuống rất tốt, nhưng mà cái nhược điểm của những cái màng gân mút này thì nó như anh em biết rồi, nó dễ bị ù, nên bắt buộc anh em phải cắt súp cho nó rất là hợp lý anh em nhé. Và cái gân mút này nó có một nhược điểm là dùng ví dụ qua nhiều năm ấy thì nó sẽ dễ bị mọt em nhé, mọt cái mút này. Thì anh em phải thay lại cái gân này. Và giá thành như anh em đã biết rồi, một chiếc súp mà nó tích hợp cả công suất, cả crossover vào mà nó chỉ có 3.8 triệu, 4 triệu như này thôi thì nó cũng quá là rẻ. Còn những cái súp súp hơi 50 này nó là riêng một củ bát và một thùng này nó đã là 6 triệu rưỡi rồi. Nhưng những súp này nó lên tới 15 triệu anh em nhé. Thì các củ loa nó cũng chất hơn anh em nhé. Củ loa nó bằng vải và bằng giấy anh em nhé. Đấy thì nó chất hơn nhiều, nó độ bền nó sẽ cao. Và áp lực, cái áp lực của nó đưa ra cũng rất là lớn anh em nhé. Đó. Chung là cái kết cấu của nó đắt tiền hơn anh em nhé, và cái nhu cầu sử dụng nó khác nhau, nên đâm ra là tùy vào cái túi tiền của mình. Đấy, tùy vào cái không gian của mình thì anh em có thể lựa chọn ra những cái cục súp nó phù hợp. Đấy, em nói lại, những cái anh em muốn tiếng nó xuống sâu, đấy, xuống sâu thì anh em có thể sử dụng những chiếc súp lớn thì cái tiếng bass nó sẽ xuống sâu. Nhưng mà không thể nói như 100% như vậy được, vì những chiếc súp điện này tiếng bass của nó cũng rất là xuống sâu vì nó sử dụng cái gân mút anh em nhé. Gân mút này thì tiếng bass nó sẽ xuống sâu, nhưng mà nó một nhược điểm là gân mút này nó dễ bị ù tiếng, nên bắt buộc anh em phải chỉnh thật tốt thì tiếng nó mới hay anh em nhé. Và tiếp theo nữa là sử dụng những cái chiếc súp nhỏ như này thì anh em phù hợp những cái phòng tầm dưới 30 mét anh em nhé. Còn những phòng từ 25 mét đổ lên thì bắt buộc anh em sử dụng những cái súp súp hơi bắt 50, 40 thì nó sẽ tốt hơn. Và những cái không gian to thì anh em sử dụng những chiếc súp kép thì nó hợp lý anh em nhé. Thì đây là tùy vào cái túi tiền của mình. Còn đâu em đã phân tích cho anh em rồi, phân biệt là nó gồm công suất và không gồm công suất. Và nếu súp hơi thì bắt buộc phải có bộ xử lý và có cục đẩy. Đấy, thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Và giá thì như anh em, nếu mà anh em nào xem kênh của bên em thì anh em biết đúng không ạ, súp kép giá 15 triệu một chiếc. Súp mà con ở đây con S12P này đã giá là 3.8 triệu anh em nhé. Và con KT18 giá hiện tại đang là 6.5 triệu. Thì anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em. Đấy, thì hôm nay giới thiệu với anh em như vậy, thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em một clip. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.